bạn đi xem rất nhiều máy bay ở bảo tàng không quân nhé. Đây cái máy bay đầu nhọn đây này, con này. Con đọc xem máy bay đầu nhọn này là máy bay gì. Đọc xem nào, nó là máy bay gì. Máy bay tiêm kích ném bom đúng không? F-5. Đấy. Máy bay này có vào được chứ, ở trên kia kìa. Đấy, cái khoang ngồi ở trên ấy, ở trên lóc ấy. Đấy. Con nhìn thấy quả bom chưa? Máy bay ném bom có quả bom to chưa? Quả bom ở phía dưới đây này. Đấy. Ừ, đây là cái đầu súng. Máy bay tiêm kích ném bom có quả bom rất là to nhá. Chúng ta đi tiếp con máy bay trực thăng này. Đấy, máy bay gì con? Máy bay trực thăng vũ trang, đúng rồi, máy bay trực thăng. Đây con sang bên này. Sang bên này con. Bên này này, đấy cái cửa kìa. Đẹp chưa? Con trèo lên bám vào cửa xem có mở được không? Đấy, bạn ấy đang cặp vào máy bay trực thăng nhá, rất là to. To quá. Thôi xuống đi không ngã đấy con. Cửa khóa rồi mở làm sao được con? Không vào được, tí ra máy bay to kia mới vào được. Ừ, con chó dễ thương. Đây con máy bay này, máy bay nhiều cánh quạt cho con nhìn xem nào. Đấy. Rất nhiều cánh quạt nhé. Đúng rồi, máy bay. Ừ, có rất nhiều máy bay ở đây, có nhiều máy bay lắm. Rất là nhiều máy bay cho con xem nhé. Đây máy bay này cánh quạt to chưa, con nhìn trên đầu con kìa. Trên đầu của con cơ mà. Đấy. Cánh quạt to chưa? Hai bạn ấy đang xem rất nhiều máy bay ở đây nhá. Kia còn có máy bay khổng lồ đây này đấy. Ui, máy bay to chưa? Ừ, máy bay khổng lồ đấy các bạn ạ. Rất là to nhá. Máy bay khổng lồ đấy. Con đọc xem nó là máy bay gì nào. Máy bay gì hả con? Máy bay trực thăng rất là to đúng không? Không vào được, con đi sang bên này. Rất là to. Đây con sang đây với anh nào. Điều hòa đâu con, làm gì có điều hòa. Đây khoang lái rất là to này đấy. Không vào được cửa đâu, cửa chú khóa rồi. Cửa chú khóa rồi con, đấy máy bay to chưa? Rất là to nhé. Nào kem. Kem luôn rồi. Đứng vào đây chào các bạn đã nào. Đâu con nhìn vào đây không mẹ? Chờ các bạn đi ở sau nhé. Xem mấy các bạn. Cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi máy bay rất là to nhé. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.